phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa mọi biến thể COVID-19. Các nhà khoa học vừa phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona mà con người từng biết. Không những vậy, kháng thể còn tiêu diệt mọi biến chủng của SARS-CoV-2, kể cả biến chủng Delta. Kháng thể này được đặt tên là DH1047 và các bằng chứng nghiên cứu cho thấy kháng thể có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm và điều trị hiệu quả COVID-19. DH1047 hoạt động bằng cách bám vào tế bào virus, sau đó vô hiệu hóa và ngăn không cho virus tái tạo. Nhóm nghiên cứu tin rằng kháng thể DH1047 cũng có thể chống lại những chủng virus corona mới trong tương lai nếu không may chúng lây nhiễm từ động vật sang người. Và để phát hiện DH1047, nhóm nghiên cứu đã xác định và phân tích 1.700 kháng thể virus corona. Trong đó có 50 kháng thể có khả năng bám vào tế bào virus của SARS-CoV-2 và SARS-CoV-1, loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS. Vào những năm 2000, khi kháng thể bám được vào virus thì nó sẽ vô hiệu hóa được virus đó. Trong số 50 kháng thể trên thì DH1047 đặc biệt hiệu quả. DH1047 có thể bám vào mọi loại virus corona trên cả con người và động vật, bất kể virus có đột biến và sản sinh ra nhiều biến thể. Điều này cũng có nghĩa là DH1047 vẫn có thể hiệu quả với những loại virus corona lây nhiễm sang người trong tương lai. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm DH1047 trên những con chuột đã tiếp xúc với mầm bệnh COVID-19 và kết quả là những con chuột này vẫn khỏe mạnh. Các thử nghiệm sau đó cũng cho thấy kháng thể này cũng vô hiệu hóa với biến chủng Delta và nhiều chủng virus corona khác có thể lây nhiễm từ động vật sang người. Tiến sĩ Haynes, một thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Đức cho biết, đây là kháng thể có tiềm năng trở thành phương thuốc giúp ngăn chặn dịch bệnh hiện nay. Hiện tại, phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng được xem là một trong những phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả nhất. Cách điều trị này hoạt động bằng cách bơm vào cơ thể bệnh nhân kháng thể COVID-19 để hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt virus. Theo Daily Mail, phương pháp trên đặc biệt hiệu quả với những người chưa được tiêm chủng, mắc bệnh nặng hay là có hệ miễn dịch yếu. Nhóm nhà nghiên cứu tin rằng là nếu kết hợp điều trị kháng thể đơn dòng với DH1047 sẽ giúp điều trị COVID-19 hiệu quả hơn rất nhiều. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.